xa đọa lười biếng như thế, có thể nào thành tiên lễ tàn y bố hai người kia là thứ đồ gì? Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Không biết đại lục càn khôn quốc ngũ sắc thành, nào đó quán rượu Lầu hai một chỗ gần cửa sổ bàn rượu bên cạnh ngồi một tên thiếu niên Cùng một thiếu nữ Nam hài nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, xuất khí tuấn lãng. Nữ hài tóc dài xõa vai, làn da trắng nõn, xinh xắn đáng yêu. Nắng ấm nhập cửa sổ, vẩy trên người bọn hắn, phảng phất để cho người ta cũng mang theo điểm ánh sáng. Tình cảnh này, bất luận là ai, nhìn thấy đôi nam nữ này, trong đầu đều sẽ trong nháy mắt sinh ra một đống lớn từ ngữ đi hình dung bọn hắn. Kim Đồng Ngọc nữ, một đôi trời sinh, tài tử giai nhân, trai tài gái sắc đáng tiếc làm mọi người đến gần chút thấy rõ kia hai cặp không có chút nào tức giận mắt cá chết về sau tất cả mỹ hảo huyễn tưởng trong nháy mắt đều bị lật đổ trong đầu không hẹn mà cùng tung ra bốn chữ hai đầu cá ướp muối mạn ách không đúng không đúng là khách quan cửa hàng tiểu nhị cười theo vội vàng bổ cứu vừa rồi nói sai đây là hai vị khách quan lớn đĩa củ lạc cùng rượu nhân lúc còn nóng ách ý của ta là ta không quấy dày khá lắm thanh âm thiếu niên bình thản năm giây tú hai ta lần vị này tiểu nhị ca có đồ vật có sao nói vậy thiếu nữ nhịn không được ngáp một cái xác thực a à cái này cửa hàng tiểu nhị nhất thời có chút chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải hắn có lẽ phải nói tạ ơn hai vị khách quan khích lệ nhưng làm sao cảm giác nói ra sẽ bị đánh nga à? may mắn trưởng quỹ kịp thời tới thay cửa hàng tiểu nhị giải vây thật có lỗi thật có lỗi hắc nhị thiếu ra đỏ nhị tiểu thư tiểu tử này là mới tới không rõ ràng hai vị yêu thích trưởng quỹ nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị nhớ kỹ về sau hai cái vị này đến coi như điểm chính là rượu cũng muốn đổi thành nước trái cây hiểu không trưởng quỹ đại thúc nhỏ giọng một chút hắc dương nhẹ nhàng ho khan hai tiếng lại chuyện này cũng không cần giống trống khua chiêng tuyên dương đi xác thực hồng ly nhẹ gật đầu chưa cho ta chút mặt mũi đi a à, là 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 tiểu lão nhi đường đột trưởng quỹ vội vàng nói xin lỗi hạ giọng phân phó tiểu nhị còn không mau đi đổi thành nước trái cây có chút nhãn lực độc đáo đừng tưởng rằng ngươi là hồ bố tên kia giới thiệu qua tới liền có thể tại ta chỗ này lười biếng giao tình thì giao tình làm ăn là làm ăn cửa hàng tiểu nhị vội vàng ứng thanh rất mau đem nước trái cây cho hai người mang lên hồng ly ực mạnh một ngụm chua đến khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhíu lại cả buổi mới chậm tới nói thế nào cái gì nói thế nào liên quan tới vì cái gì hai chúng ta lại ngồi ở nơi này chuyện này ta là bị lão mụ từ trong nhà đuổi ra ngoài đúng dịp mà không phải ta cũng giống vậy hai người đột nhiên liền trầm mặc không biết qua bao lâu vẫn là hắc dương chủ động mở miệng ta cảm giác lão mụ các nàng giống như tại tác hợp hai người chúng ta tự tin điểm không cần cảm giác hồng ly lườm hắc dương một chút các nàng chính là nghĩ làm như vậy, nghe nói cha ta lần trước cùng ngươi cha cùng đi ra uống rượu, uống vào uống vào ngay cả ta cùng ngươi về sau hài tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ. Sao có thể dạng này, Hắc Dương kinh hãi. Hài tử lấy tên quyền không nên tại phụ mẫu trong tay sao, điểm ấy niềm vui thú cũng phải bị bọn hắn tước đoạt, đây là trọng điểm sao, không phải. Lẳng lặng nhìn nhau mấy giây, Hắc Dương Hồng Ly đồng thời phát ra thở dài một tiếng hắc dương vuốt vuốt mi tâm bởi vì luôn luôn một người sẽ có vẻ rất quái gở không thích sống chung hồng ly có chút đau đầu nhưng nếu là cùng những cái kia quyển vương cùng nhau chơi đùa lại cảm thấy quá phiền phức cho nên ta mới có thể suốt ngày cùng ngươi đợi cùng một chỗ bởi vì liếc mắt liền nhìn ra ngươi cùng ta là cùng loại loại hình lười chó cảm giác không có nhiều như vậy chuyện phiền toái thật không phải là cái gì tình đầu ý hợp a, à, sao hai kỳ thật hai ta cũng đều 16 tuổi, tiếp qua mấy năm đúng là muốn kết hôn, Hắc Dương Lâm vào trầm tư. Cùng hắn tìm người không quen thuộc cùng một chỗ sinh hoạt còn không bằng hai ta góp một đôi được rồi. Nói cũng đúng, dù sao sinh hoạt cứ như vậy, không phản kháng được liền muốn học được hưởng thụ, tên gọi tắt bầy nát, Hồng Ly thở dài nhưng người trong mắt ta vẫn luôn là hảo huynh đệ tới, đột nhiên liền muốn cùng huynh đệ mình yêu đương, cảm giác này cũng quá quái, người cảm thấy quái, chẳng lẽ ta liền không cảm thấy sao? Hắc Dương liếc nàng một cái, nhưng muốn đem thuần khiết ca môn tình vạn vẹo thành bẩn thỉu tình yêu nam nữ, khẳng định cần một chút bẩn thỉu trình tự a cho nên chúng ta đây coi như là tại bẩn thỉu hẹn hò sao hồng ly đưa ra một cái mười phần có giá trị vấn đề để hắc dương nghiêm túc suy tư ba giây có chút không xác định nói hẳn là tính a à, ta ngẫm lại hồng ly nhíu mày đột nhiên đem tay nhỏ duỗi ra cánh tay đè vào trên bàn nếu là bẩn thỉu hẹn hò ta nghe nói chính là muốn làm một ít bẩn thỉu sự tình tỉ như nói bẩn thỉu dắt tay tê hắc dương hít sâu một hơi đây cũng quá bẩn thỉu đi đạo đức bại hoại a à. nói tới nói lui hắc dương vẫn là duỗi ra mình tay nắm lấy hồng ly tay nhỏ có sao nói vậy có chút mềm có chút trượt có chút tinh tế tỉ mỉ có chút sức lực t ba hắc dương tay bị hồng ly bỗng nhiên chụp tại trên bàn hai người thứ hai sáu lần vật tay lấy hắc dương thất bại chấm dứt chiến tích đổi mới biến thành 1.004 thắng, 1.002 bại. Người được hay không A, à, Hồng Ly Diễu Cật nói. Một tách ra liền ngã. Ta nói người hiện tại là rèn thể cảnh mấy tầng A, sẽ không gần nhất đều đang sờ cá, không có hảo hảo rèn luyện. Đánh lén cũng coi như bản sự đúng không, ta đều vô dụng sức lực, không phải cái bàn này nát còn phải bồi người ta, hắc dương liếc mát. Rèn thể cảnh ngũ trọng, thế nào, A, à, phế vật A. À ngươi chừng nào thì lục trọng rồi, ta cũng là ngũ trọng, vậy ngươi cũng có mặt mắng ta a à? Sao hai, nói thật, hồng ly thở dài. Mặc kệ rèn thể mấy tầng, không có luyện khí pháp, trung quy vẫn là phàm phu tục tử. Kia không có cách, loại này tu chân pháp, cái nào không phải nắm giữ tại những tông môn kia hoặc là quốc gia đại lão trong tay đâu, hắc dương giang tay ra nói trở lại năm nay chúng ta ngũ sắc thành vẫn là gặp may chúng ta hắc nhà hòa thuận các ngươi đỏ nhà vậy mà đều bị ngũ hành tông đại lão ban cho một người đệ tử danh ngạch chật chật thanh gia bạch gia còn có hoàng gia thế nhưng là ghen ghét đến nổi điên đi còn không phải hai chúng ta nhà tiền bối tại trong tông môn biểu hiện được thật sao hồng ly ngữ khí bình thản loại này làm dạng rỡ tổ tông sự tình hay ta loại này lời chó cũng đừng trông cậy vào đi xác thực hắc dương tán đồng nhẹ gật đầu bất quá dù sao cái này danh ngạch cũng không có ta sự tình nhà đại bá đường tỷ đã đặt trước đúng dịp chúng ta đỏ nhà danh ngạch cũng bị ta một cái đường ca đặt trước uy ngươi có nghe nói hay không hồng ly đột nhiên hạ giọng Ta nghe nói hoàng gia tới cái đại tiên ở tạm, nói là muốn tại chúng ta năm nhà bên trong chọn lựa một tên thanh niên tài tuấn thu làm môn hạ, giáo sư tu chân pháp. Chuyện này người nào không biết a, à, Hắc Dương biểu lộ không có chút nào ba động. Toàn thành đều biết sự tình, cũng không cần như thế lặng lẽ meo meo nói đi. Nghe nói tiên nhân kia thích ăn gà, ngũ sắc thành xuống đến hài đồng, lên tới lão nhân, đều ra khỏi thành bắt cái gọi là linh gà đi kết quả đây ngoài thành trên núi hổ lang gần nhất mỗi ngày có thừa bữa ăn cho nên ngươi không đi ngươi không phải cũng không có đi sao bởi vì lười Xa đọa lười biếng như thế có thể nào thành tiên lễ tàn y bố thật hôm qua ta kế hoạch phải hảo hảo nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nói trở lại ngươi gần nhất làm sao quan tâm như vậy loại này tu chân sự tình hắc dương nghi ngờ nhìn về phía hồng ly theo đạo lý tới nói, người cùng ta cùng là đại hàm cá, hẳn là đối loại này chịu khổ sự tình lẫn mất xa xa a, à, hẳn là. Người bị bên trong quyển đại đội thu mua, làm phản rồi tổ chức. Không sai biệt lắm được, nhìn xem hắc dương một bộ bị phản bội đau lòng bộ dáng, hồng ly liếc mát. Đúng là ta, đơn thuần không muốn chết mà thôi, ừm, hắc dương giật mình, vội vàng hỏi tham có ai uy hiếp ngươi sinh mệnh sao mau nói ra ta tốt mang ngươi đi đường xác thực có ta phải bệnh nan y hồng ly một mặt nghiêm túc a à, cái này hắc dương con ngươi địa chấn hỏng ta cũng không có học qua y thuật a à, nếu không ngươi lại kiên trì kiên trì ta cái này đi thành đông y quán bái sư loại bệnh này chị cho ngươi không tốt không thể nào hắc dương khó có thể tin bằng không ta đi thành tây tiệm quan tài bái sư ta tranh thủ cho ngươi chế tạo một bộ thiếp thân quan tài. Ân, ngươi ba vòng là nhiều ít tới, bò, hồng ly thở dài. Xa đọa lười biếng như thế, có thể nào thành tiên lễ tàn y bố người tập võ, thân thể lần bồng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trong nhà bọn hạ nhân cần cù chăm chỉ trong sân quét tuyết, trong biệt viện, đồng tộc những đứa trẻ vui sướng đùa giỡn âm thanh cũng đều là bọn hắn, hắc dương chỉ cảm thấy ẩm ý lão mụ lại không biết tại kế hoạch những thứ gì cầm giấy bút ở nơi đó tô tô vẽ vẽ lão mụ tên đầy đủ gọi thanh y y vốn là ngũ sắc thành thanh gia nhị tiểu thư tự nhiên cũng là từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục tốt ngũ sắc thành cứ như vậy lớn một chút lại chen lấn năm cái đại tộc nói là đại tộc ngoại trừ dòng chính chỗ ở còn liên tiếp còn lại con thứ đều đã sớm phân tán đi ra cũng không phải không hề rời đi ngũ sắc thành dù sao cách đời cách đời liền không hôn cũng đã thành người xa lạ dòng họ nói không chừng cũng thay đổi cũng không có chú ý nhiều như vậy nhưng cái này ngũ sắc gia tộc dòng chính nhưng vẫn là chú ý cái cái gọi là môn đăng hộ đối các loại thông gia để hắc dương hô to tư tưởng cổ xưa các ngươi đặt nơi này chơi liên tục nhìn đâu tự do yêu đương không hiểu sao tu chân giới cũng là cái này phá bộ dáng sao về sau Hắc Dương mới biết được, chỉ có phàm nhân mới như vậy. Một bên suy nghĩ miên man, Hắc Dương một bên vô ý thức chém vào lấy không trung rơi xuống bông tuyết quyền đương giải buồn. Chỉ bất quá toàn bộ hành trình sầu mi khổ kiểm mắt cá chết, rõ ràng thật đẹp trai một tiểu tử, chỉnh cùng âm phủ người giống như. Mệt mỏi quá a, à, muốn sờ cá, muốn trộm lười, muốn. Bông tuyết đánh vào trên mặt, hòa tan, lạnh buốt hắc dương người mặc dù ra, hồn nhi vẫn còn ở trong chăn bên trong. Không biết trời lạnh như vậy, hồng ly tên kia đang làm gì? Căn cứ ta đối nàng hiểu rõ, khẳng định còn không có ra ổ chăn đi. Ô ô ô, hâm mộ chết ta phải, đỏ nhà. Ghê tờm, ghê tờm, ghê tờm. Bao phủ trong làn áo bạc trong tiểu viện, hồng ly cầm trong tay hồng anh thương phát tiết giống như đâm bông tuyết a a a a a không ngủ đủ không ngủ đủ muốn trộm lười muốn trộm lười không biết hắc dương tên cầu tặc kia đang làm gì hắn tuyệt đối còn không có rời giường ghê tởm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắc dương tại trong tiết huy động trường kiếm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ làm sao cảm giác hôm nay luyện kiếm nhẹ nhàng như vậy đây liền ta cảm giác tiến bộ thần tốc Nói như thế nào đây, chẳng lẽ kỳ thật ta là trong truyền thuyết luyện võ kỳ tài, chỉ bất quá này thiên phú qua 16 năm mới phát giác tỉnh, Hắc Dương tự hỏi tự trả lời gật gật đầu. Xác thực, nếu là trước mắt ta không có nhảy ra những văn tự này, ta liền thật đúng là tin, chúc mừng ngài thu hoạch được tương thân tương ái lớn liên minh, giúp đỡ, lời chó cá ướp muối cứu vớt khí. Lời chó cả ướp muối cứu vớt khí có thể để ngài cùng một vị khác khóa lại người dùng chung cùng một cái tiến độ tu luyện cùng một chỗ cố gắng lẫn nhau xúc tiến từ đó thu hoạch được tăng lên người khóa lại người là hồng ly người khóa lại người hồng thị thương pháp tiểu thành người hồng thị thương pháp tăng lên đến tiểu thành người khóa lại người huy vũ một lần trường thương người thu được một lần vung vẩy trường thương luyện múa kinh nghiệm, a à, cái này, Hắc Dương nhìn xem trước mặt đột nhiên lóe lên một hàng soát bình phong tin tức cả người đều là mộng. Ngừng ngừng ngừng, ngươi cho ta con mắt chói mù, phải chăng mở ra tinh giản hình thức, mở ra sau sẽ đem nhỏ bé tiến độ thu nhập hậu trường, không làm nhắc nhở. Mở một chút mở, trong nháy mắt, Hắc Dương trước mắt không còn, lại có thể nhìn thấy Mỹ hảo thế giới ngươi cái này kim thủ chỉ đột nhiên đụng tới, dọa ta một hồi. bất quá cái này hồng ly, a à, cái này không phải là ta nghĩ tên kia đi một bên khác đỏ nhà ngươi khóa lại người hắc thị kiếm pháp tiểu thành, ngươi hắc thị kiếm pháp đề thăng làm tiểu thành. a à, cái này hồng ly nháy nháy mắt lại nháy nháy mắt tiên duyên đến hay lắm đột nhiên. bất quá khóa lại hắc nào đó thật xem như tiên duyên sao? Hồng Ly lâm vào trong trầm tư. Không đúng, hiện tại còn không thể khẳng định này Dương là kia Dương, vạn nhất trùng tên trùng họ, hơn nữa còn vừa vặn đều sẽ hắc thị kiếm pháp đây. Mới là lạ a, à, không muốn a, à, sẽ không thật là hắn đi. Kiểm chắc đến ngươi khóa lại người không phải chiến đấu hoặc tu luyện các loại trạng thái, phải chăng hướng ngươi khóa lại người gửi đi thân mật tin tức cổ vũ hắn cùng một chỗ tiến bộ? a à, cái này đầy ý là ta còn có thể cùng hắn phát tin tức sao hồng ly vừa kịp phản ứng lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt bắn ra một nhóm tin tức hắc dương hồng ly hắc dương không thể nào hồng ly đừng nói cho ta thật là ngươi hắc dương cái này nhất định là trùng hợp hồng ly xác thực nhất định chỉ là trùng tên trùng họ hắc dương hồng ly hắc dương ra gặp một lần đi hồng ly địa điểm hắc dương đình giữa hồ, hồng ly. 20 phút, hắc dương. Đi, cha, hồng ly cầm trong tay hồng anh thương dọc tại trên mặt đất. Ta đi ra ngoài một chuyến, không được, hồng ly lão ba hồng tiếu trần từ chối thẳng thắn nói. Khuê nữ ngươi đừng trách cha nghiêm khắc, tục ngữ nói từ phụ nhiều bại nữ, muốn có cái tốt tương lai, ta đi tìm hắc dương chơi, ha ha, người nói sớm đi. Hồng tiếu trần trong nháy mắt mưa dầm chuyển tinh. Trên thân mang tiền có đủ hay không nha, xuyên cái này thân đi có phải hay không có chút không thích hợp a à, ta liền biết. Hồng Ly hai mắt không có chút nào cao quang. Ngũ sắc thành bên trong đình giữa hồ, ngày bình thường vẫn luôn là những cái kia công tử ca các đại tiểu thư tụ hội nơi trốn, nơi đây tầm mắt khoáng đạt ánh nắng rồi rào. Vốn là cái ngắm cảnh du ngoạn nơi đến tốt đẹp đình bên cạnh trên tấm bia đà khắc lấy chút thơ văn tại một đám dung làm bên trong cũng không mệt tìm tới mấy thiên làm cho người hai mắt tỏa sáng văn chương. bất quá kia cùng hắc dương không có quan hệ gì nhiều người có nhiều việc phiền phức nhiều đây chính là hắn đối kia cái gọi là tình thú đánh giá. nhưng hôm nay không giống lập tức tiết hậu mặt hồ kết băng thiên địa vì đó đổi mới hoàn toàn lúc hắc dương vốn cho rằng những người kia lại lại ở chỗ này vịnh cái tiết cái gì. Nhưng trên thực tế lại là tịch liêu không người. Đại khái đều là đi ngoài thành bắt kia linh kê, Hồng Ly sắc mặt bình tĩnh suy đoán, màu trắng hà hơi từ nàng miệng ra phun ra. Nói là hạ tiết tìm không thấy ăn uống sau linh kê dễ dàng bị phát hiện nhất, từng cái cùng chúng ta giống như. Trong đình, Hắc Dương nhẹ nhàng nhấp một hớp trong chén sữa bò nóng, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ tiết rơi trời cũng không chỉ là linh kê tìm không thấy đồ ăn, xài lang hồ báo cái gì cũng bị đói đây, ta không tin bọn hắn nhìn không ra, tài cao người lớn mật chứ sao, hồng ly nhếch miệng. Đều là đoán thể cảnh, chỉ cần không gặp được yêu quái gì, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nói cũng đúng, dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, Linh Kê chẳng khác nào tiên duyên, là người đều sẽ điên cuồng, Hắc Dương nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Vậy sao ngươi không điên cuồng? Hồng Ly hỏi lại một tiếng. Người không phải cũng là, trời lạnh, không muốn nhúc nhích, xác thực, hắc dương mắt cá chết chờ lấy Hồng Ly. Cho nên, ngươi có thể hay không đừng đem chăn lông hướng ngươi chân ngắn bên trên giật, nhưng ta rất lạnh, Hồng Ly đương nhiên nói. Người cũng là đoán thể ngũ trọng đại cao thủ, điểm ấy lạnh tính là gì, ngươi không phải cũng là, không giống, có cái gì không giống, ta mặc váy. Cho nên hôm nay đem đầu óc quên ở trong nhà chính là ngươi a, Hắc Dương không thể nào hiểu được. Vậy bên ngoài băng thiên tuyết địa đây, ngươi đặt chỗ này mặc váy lộ ra chân, ngươi không lạnh ai lạnh, nói lên cái này ta liền đến khí, Hồng Ly cắn răng nói. Lão bà hắn nói, nếu là tới gặp ngươi, liền muốn đánh đóng vai đến Mỹ Mỹ, hắn nói dù sao là người tập võ, ném một cái ném rét lạnh đông lạnh không đến ghê tởm ta cũng nghĩ mặc dài quần bông khỏa thành cái bánh trưng a à. ghê tởm dựa vào cái gì ngươi không cần xuyên cái váy tới a à. sao có thể dạng này hắc dương nghĩa phẫn Điền ưng nói bá phụ hắn thật sự là quá phận xác thực ngoặc kép ngoặc kép chấm nói điểm chính sao hai ngươi nói trước đi sao hai cùng một chỗ nói sao hai đi thong thả sao hai xa đọa lười biếng như thế, có thể nào thành tiên lễ tàn y bố Newton vui mừng lau sạch máu mũi. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Trước mắt ta xuất hiện cái lớn bảng. Đúng dịp ta cũng thế, tên, lời chó cá ướp muối cứu vớt khí. Khóa lại người, hắc dương hồng ly trước mắt tiến độ. Đoán thể ngũ trọng, xám, hồng thị thương pháp tiểu thành, xám, hắc thị kiếm pháp tiểu thành, xám. Khích lệ ban thường mới gặp lễ đợi nhận lấy đoán thể lục trọng lễ không thể nhận lấy đoán thể thất trọng lễ không thể nhận lấy đoán thể bát trọng lễ không thể nhận lấy người nhìn ra chút gì thành tựu không hồng ly ngáp một cái ta giống như đột nhiên liền học được nhà các ngươi kiếm pháp ta cũng sẽ nhà các ngươi thương pháp hắc dương hư suy nghĩ từ tình huống dưới mắt đến xem tình huống đã rất là đơn giản sáng tỏ ta đoán nếu như ngươi đột phá đoán thể lục trọng ta đoán chừng sẽ cùng theo đột phá nói cách khác chỉ cần khóa lại trong đó một người cố gắng tu luyện điên cuồng bên trong quyển hồng ly trong mắt lóe ra ý nghĩa không rõ mộ quang một người khác liền có thể thư thư phục phục nằm ngủ ngon cái gì đều không cần làm trên lý luận tới nói hắc dương khóe mắt hiện lên quỷ dị mộ quang xác thực a à sao hai ngươi làm sao lại nghĩ như vậy a à? lời chó hồng ly gầm thét lên người ta cái này rõ ràng chính là muốn để chúng ta cùng một chỗ cố gắng đánh ra một cái tương lai tươi sáng ngươi tại sao có thể trước tiên liền nghĩ đến lười biếng đây đây không phải ngươi cái này cả ướp muối trước nói hắc dương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi người nào đó làm sao dám a à, chính rõ ràng nghĩ hỗn hết lần này tới lần khác còn ác nhân cáo trạng trước người dám nói người không có nghĩ như vậy qua nhưng ta cũng không nói ra a à. người khẩu thị tâm phi dối trá người cưỡng từ đoạt lý vô sỉ hắc dương nhắc nhở cái này chăn lông là ta mang tới người dùng đến ta đồ vật nói chuyện có phải hay không nên khách khí một chút sữa bò vẫn là ta mang đường cũng thế lò lửa ta nhà ô cái này không trọng yếu hồng ly sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía hắc dương ta quyết định hắc dương ta sẽ giúp ngươi bắt được linh kê sau đó ngươi đi bái sư tiên nhân sớm ngày bước vào tu hành chi đạo tranh thủ thành tiên làm tổ sau đó ngươi ở nhà cái gì cũng không làm cọ ta tiến độ tu luyện ta làm sao có thể cái gì đều không làm nói tỉ mỉ ta sẽ ăn cơm đi ngủ đọc tiểu thuyết truyện ký đúng dịp những này ta cũng đã biết mà lại tư coi là so ngươi càng thêm am hiểu không 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 ngươi đem cầm không được những này không thử một chút làm sao biết hắc dương lông mày nhíu lại đã cũng nên có cái cản trở lưu manh vậy tại sao không thể là ta đây người người này đến tột cùng có thể hay không có chút truy cầu a à? người bây giờ đi cố gắng tu luyện chính là ta lớn nhất truy cầu hắc dương hừ nhẹ một tiếng đem chăn lông lại đi phía bên mình kéo lại dù sao người một m sáu cũng chưa tới, cũng không dùng đến quá nhiều, ăn nhân thủ ngắn, người uống ta mang tới sữa bò, nhưng ta đã uống xong, người làm gì được ta? Muốn đánh nhau phải không đúng không, tới thì tới, được rồi, đem bàn tay ra tấm thảm bên ngoài quá gian nan, cũng thế, ai, sao hai, phụ mẫu, không phải vẫn muốn tác hợp chúng ta sao? Người ngày đầu tiên biết, Hắc Dương hỏi ngược lại nhưng ta nghĩ nghĩ cảm thấy chúng ta vẫn còn có chút không thích hợp hồng ly chân thành nói nói tỉ mỉ ngươi nghĩ a à, hồng ly nêu ví dụ nói ngươi là lời chó ta cũng là lời chó hay ta nếu là cùng một chỗ ta sợ qua không được mấy ngày liền song song chết đói cho nên coi như muốn tìm ta cũng hẳn là tìm ôn nhu quan tâm nuôi ta đi có đạo lý hắc dương nhẹ gật đầu ta cũng hy vọng có a di có thể xem thấu quật cường của ta bất quá còn có cái biện pháp nói tỉ mỉ nghe nói tu chân đến cảnh giới nhất định liền có thể tích cốc đến lúc đó cũng liền không sợ chết đói ý kiến hay hồng ly phi thường đồng ý cho nên ngươi chừng nào thì đi đem linh kê bắt đến bỏ đình giữa hồ lần nữa lâm vào xấu hổ vẫn là câu nói kiệt tiết rơi trời là thật dễ dàng mệt dã rời trời mưa xuống cũng thế trời nắng cũng thế nghĩ như vậy giống như mỗi ngày đều tại mệt dã rời a à, không phải thân thể mệt nhọc chính là đơn thuần muốn ngủ kỳ thật đi ngoại trừ bắt linh kê bái vị kia không biết tên đại tiên vi sư còn có một cái tuyển hạng hắc dương lắc đầu đem buồn ngủ lắc đi ngũ hành tông khẳng định phải gần đây lịch không rõ đại tiên đáng tin cây a kia không nhất định vạn nhất là trò chơi hồng trần cao nhân đi hồng ly con mắt đều chẳng muốn lặng lẽ mà lại đều nói ngũ hành tông không có ngươi phần, không có phần của ta, kia là đường ca đường tỷ tên của bọn hắn chán, kia không nhất định. Hắc dương hai tay khoác lên cái cầm chỗ, sắc mặt âm trầm. Chỉ cần đem đường ca đường tỷ bọn hắn cho xử lý, kiệt kiệt kiệt, đến lúc đó ngũ hành tông danh ngạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Ý kiến hay, hồng ly ngữ điệu không có chút nào gợn sóng. Đi làm rơi bọn hắn đi, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi đương nhiên nếu là sự tình bại lộ ta ngay tại trên tinh thần khinh bỉ ngươi đối như ngươi loại này hướng đồng tộc xuất thủ hành vi sâu ác đau nhức đố kỵ từ đây phân rõ giới hạn hắc dương trên đầu toát ra dấu chấm hỏi người tốt đều để ngươi làm rồi ta cảm thấy rất tốt hồng ly đem hai bên tóc dài lay đến trên mặt che mắt ngủ ngon cảm giác từ bỏ đi hai cái ngôn ngữ bên trên cự nhân hành động bên trên thằng lùn cùng tiến tới là thương lượng không ra phương pháp gì a à cái này hắc dương muốn phản bác nhưng cảm giác được tốt có đạo lý người nói có hay không dạng này một loại khả năng tỉ như nói con kia linh kê đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta một đầu tiến đụng vào ngươi trong ngực không có khả năng tuyệt đối không thể hồng ly cười nhạo nói người đặt chỗ này ôm cây đợi thỏ đây nếu là thật phát sinh loại kia phá sự ta tại chỗ liền đem lò lửa ăn hết ác 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 hồng ly lời còn chưa dứt đột nhiên một tiếng gáy vang lên nàng dọa đến run một cái thân thể trọng tâm mất thăng bằng liền muốn hướng trên mặt đất cám ai 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 đừng đừng ngô thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hồng ly đầu liền khoảng cách sàn nhà không đến một cm khoảng cách bị nàng cưỡng ép dừng lại Oh, còn tốt ta cũng là người tập võ cảnh sắc trước mắt đều đổ tới hồng ly nhịn không được phàn nàn người làm sao không kéo ta một chút bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút váy có phải hay không có thể vi phạm trọng lực kết quả đây cũng không thể người mẹ nó hồng ly bỗng nhiên ngồi dậy đem váy kéo thẳng tức giận nhìn về phía hắc dương giết chết ngươi ngao ai yêu đỏ mặt bò đây là bởi vì dựng ngược đưa đến huyết dịch ngược dòng biết hay không a à, đúng 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 hắc dương khẽ vươn tay vừa rồi con kia gáy minh gà trống liền bay đến bọn hắn phía trước trên mặt bàn nhìn đem ngươi dọa đến đây là nhà ta gà trống ta còn tưởng rằng ném đi đây nguyên lai là ra ngoài tản bộ không thể nào sẽ không thực sự có người coi là linh kê sẽ đần độn trên mặt đất câu đi a à nếu là linh kê đến, ta tại chỗ đem cái này chăn lông từ trong lỗ mũi nhét vào, khanh khách cọc, ai u cứu. ầm tốt, không cần cứu mạng, hắc dương đầu đưa tại trên mặt đất, mặt không biểu tình. Ta cùng ngươi giảng, ta lần này cảm thấy ta đã đến não chấn động. Xa đọa lười biếng như thế, có thể nào thành tiên lễ tàn y bố hai người các ngươi ngược lại là có chút chi khí được không, ta nhìn đều gấp, còn phải nhìn mẹ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đây là Hắc Dương xoa đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện lại một con gà, trên mặt lộ ra vi diệu biểu lộ. Không thể nào, không thể a. À. Hai chân hữu lực, hai cánh mang gió, trong mắt có linh, máu gà sôi trào, hồng ly khóe miệng co giật. Cái này giống như thật là linh kê. Hắc Dương nhà ngươi gà trống thật mạnh, đi ra ngoài một chuyến liền thông đồng đến một cái phú bà không đúng thế này sao lại là phú bà đây là tiên duyên a à, ác 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 nhìn thấy linh kê theo sau gà trống hai mắt sáng lên cua cánh bay xuống cái bàn đối linh kê nghiêng đầu một chút giống như đang nói khuỷu tay cùng ta vào nhà khanh khách cọc linh kê huy động cánh hai ba cái trong nháy mắt liền đi theo gà trống đi theo đối phương chỉ chốc lát sau liền biến mất tại đông kết trên mặt hồ ách tiên duyên không có Hắc Dương khóe miệng co giật. Cái này hay sẽ không thật là thông đồng ở cùng nhau đi, nhà ta gà trống có tài đức gì, ngươi quản cái này đây. tràn lông dưới, Hồng Ly dùng chân đá đá Hắc Dương ống quần. Ngươi mau đuổi theo a, à, chỉ cần bổng đánh nguyên Ương. Ách ta nói là, chỉ cần đem cái kia linh kê từ gà trống bên người đoạt tới, hiến cho hoàng gia vị kia thần tiên, từ đây bước vào con đường tu luyện, ta cảm thấy đi, Hắc Dương trịnh trọng nói bước vào con đường tu luyện người kia vẫn là ngươi tương đối tốt oa à, đều lúc này ngươi còn tại cùng ta tranh cái này đã tranh giành nhanh hai chương a hồng ly một bộ hận hắn không tranh bộ dáng linh kê đang ở trước mắt ngươi đến chi sững sờ đứng dậy a không muốn giống ta rác rưởi như vậy ngươi chẳng lẽ không biết trời cho không lấy phản thụ tội lỗi sao cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt ngươi ngươi cần phải học được chân quý a à, nhìn không thấy nhìn không thấy ta nhìn không thấy có cái gì linh kê hồng ly ngươi đang nói cái gì a à, ta giống như cũng không nghe thấy ai nhà nhà thật kỳ quái a à, lỗ tai cùng con mắt đột nhiên mất linh có phải hay không là đông lạnh hỏng cỏ một loại thực vật hồng ly vuốt vuốt mi tâm ta nhịn không được ta quyền đầu cứng muốn cho hai ngươi quyền bình tĩnh bình tĩnh nho nhỏ linh kê cảm giác không bằng trước mắt cái này lời chó cứu vớt khí hắc dương nhếch miệng điều ra trước mắt bảng chỉ ít trong đầu ta đột nhiên thêm ra thương pháp tri thức là chân thật không giả còn có cái này biểu hiện đợi nhận lấy mới gặp lễ đây đều là có thể thấy được chỗ tốt a à, người cái giả khóa lại người người ta rõ ràng gọi cá ướp muối cứu vớt khí hồng ly liếc mắt nhưng lực chú ý vẫn là thành công bị hắc dương rời đi cái này, mới gặp lễ là như thế này nhận lấy sau nhận lấy thành công, thu hoạch được gói quà, bạch 80% tỷ lệ mở ra màu trắng vật phẩm, 15% tỷ lệ mở ra màu xám vật phẩm, 5% tỷ lệ mở ra màu xanh lá vật phẩm. Không có dấu hiệu nào, một cái cái hộp nhỏ xuất hiện tại hồng ly trong tay, khiến cái sau hiếu kỳ không thôi đây chính là cái gọi là mới gặp lễ sao lại nói ta nhận lấy về sau người nơi đó còn có thể hay không nhận lấy người cứ nói đi hắc dương mở ra tay đồng dạng có một cái cái hộp nhỏ xuất hiện tại trong ngực của hắn tựa như là mỗi người đều có thể nhận lấy một lần chỉ là không biết có thể khai ra cái gì người trước mở đi hồng ly thúc giục nói mặc dù có chút không muốn thừa nhận nhưng từ nhỏ đến lớn một mực giống như đều là ngươi vận khí tương đối tốt điểm có sao nói vậy xác thực lời này hắc dương thích nghe tiện tay đem gói quà mở ra chúc mừng thu hoạch được sách kỹ năng không xong chạy mau màu xanh lá kỹ năng không xong chạy mau phẩm chất màu xanh